Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng thứ tư ngày 28 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 2, đoàn khảo sát của tỉnh ủy Lào Cai do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện ủy Simacai về tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2025. Tham gia đoàn công tác có đại diện ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban nội chính tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đảng bộ huyện Simacai hiện có 40 chi bộ Đảng bộ cơ sở, 141 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với tổng số 2.456 đảng viên. Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung về tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện điều lệ Đảng trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang ghi nhận những kết quả trong thực hiện công tác xây dựng Đảng và thực hiện điều lệ Đảng của huyện Simacai. Đồng chí đề nghị huyện ủy Simacai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện điều lệ Đảng tại địa phương trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác vừa tiến hành khảo sát tại huyện ủy Văn Bàn về kết quả 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thực hiện điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2025 tại địa phương. Đảng bộ huyện Văn Bàn hiện có 33 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó 30 đảng bộ, 3 chi bộ cơ sở, 358 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số hơn 6.200 đảng viên. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức được quan tâm, chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng nâng cao. Từ năm 2020 đến hết năm 2023, toàn huyện kết nạp mới 918 đảng viên, chú trọng phát triển Đảng ở địa bàn nông thôn, học sinh trung học phổ thông, thành lập tổ chức Đảng đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất hiệu quả. Các cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên chấp hành tốt cương lĩnh điều lệ Đảng. Nắm bắt tình hình chung, những vấn đề cần quan tâm tháo gỡ, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được, nhất là những mô hình sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng tại Văn Bàn. Đồng chí yêu cầu huyện ủy Văn Bàn cần bổ sung làm rõ một số vấn đề trong xây dựng Đảng gắn với thực tiễn địa phương, chủ động khắc phục những hạn chế tồn tại, nghiên cứu quán triệt cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng của Trung ương và của tỉnh ủy để triển khai tại địa phương. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua nhiều việc làm thiết thực, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đang ra sức thi đua làm theo lời Bác. Quản lý hơn 182 km đường biên giới, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã triển khai toàn diện, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, cùng nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Tuyến biên giới kiểu mẫu. Hiện trên tuyến biên giới có 80 tổ tự quản đường biên mốc giới, 317 tổ tự quản an ninh trật tự. Tại địa bàn đóng quân, Bộ đội Biên phòng Lào Cai cũng đang nhận đỡ đầu, giúp đỡ 93 học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ chương trình con nuôi đồn biên phòng và nâng bước em đến trường. Các chiến sĩ biên phòng cũng cùng đồng bào mở đường, dựng nhà, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, góp phần đưa cuộc sống của người dân vùng biên ngày càng khởi sắc. Chỉ cần thao tác quét mã QR, du khách sẽ có được những thông tin đầy đủ chi tiết về nhiều di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đây là kết quả của hoạt động số hóa các di tích đang được thực hiện rộng rãi. Phóng sự ghi nhận tại thành phố Lào Cai. Lần đầu tiên đến với quần thể di tích Đền Thượng, Đền Am của thành phố Lào Cai, chị Nguyễn Thị Thuận dễ dàng biết được những thông tin cơ bản của di tích thông qua tấm bảng mã QR này. Mình cũng từ lấy khác đến thì mình quét mã QR thì mình sẽ hiểu thêm được về di tích ở đây hơn. Đây là một buổi trải nghiệm của 160 em học sinh khối lớp 6, trường trung học cơ sở Pom Hán tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi dâng hương, các em được hướng dẫn quét mã QR, được đặt ngay cửa ra vào di tích để hiểu hơn về di tích lịch sử này. Đây là lần đầu tiên em đến đây nhưng mà khi đã quét mã QR và đọc thêm nhiều thông tin thì em đã hiểu về nơi này hơn và biết thêm nhiều điều về nó. Em đã thêm yêu và tự hào về nơi này thêm ạ.
Năm 2023, thành phố Lào Cai đã từng bước thực hiện việc số hóa thông tin di tích thông qua việc lập website cung cấp thông tin, tạo lập các mã QR, tìm kiếm tư liệu, chuẩn hóa thông tin để kết nối, chia sẻ. Đến nay đã có 3 trên 10 di tích được dán mã QR và cung cấp Wi-Fi miễn phí để người dân và du khách dễ dàng truy cập. Thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục liên kết với các cái đơn vị mà có chuyên môn về cái lĩnh vực số hóa này, thì để làm sao thứ nhất là các cái gọi là băng thông nó được rộng hơn, và đồng thời là sẽ thành lập một cái tổ chuyên để giới thiệu, quảng bá về các di tích và đưa vào cái số hóa của điểm di tích. Lào Cai có 56 di tích, trong đó có 22 di tích cấp quốc gia và 34 di tích cấp tỉnh. Hiện có 20 danh lam thắng cảnh di tích đã được số hóa. Từ nay đến năm 2025, việc số hóa thông tin di tích sẽ tiếp tục được ngành văn hóa thể thao triển khai, hướng tới 100% thông tin các khu di tích được số hóa, tạo thuận lợi cho người dân, du khách tìm hiểu khám phá về ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa của các điểm đến, từ đó thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn giữa bến xe trung tâm và bệnh viện đa khoa tỉnh đã xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe ô tô bán tải. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô bán tải biển kiểm soát 24C087XX do bà LTH sinh năm 1978 ở phường Bình Minh, thành phố Lào Cai điều khiển đang di chuyển theo hướng từ bến xe trung tâm đi trung tâm thành phố Lào Cai thì xảy ra va chạm với xe ô tô bán tải biển kiểm soát 29C811XX. Vụ va chạm làm hai xe bán tải hư hỏng nặng, gãy trục bánh trước, rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Lào Cai đã có mặt để phân luồng, đảm bảo giao thông trên tuyến đường. Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thời gian qua, do công tác quản lý chưa được quan tâm đúng mức nên nhiều ao hồ trên địa bàn tỉnh bị xâm chiếm, san lấp, sử dụng không đúng mục đích, ảnh hưởng đến công năng vận hành. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngập úng, ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước phục vụ sản xuất. Theo kết quả kiểm tra của ngành nông nghiệp vào cuối năm 2023, cả 63 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đều chưa được cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, bảo vệ hồ, chưa được kiểm định lần đầu. Chỉ có 38 hồ có hồ sơ lưu trữ quy định vận hành bảo trì để bảo vệ hệ thống ao hồ đầm trong quy hoạch. Thời gian tới, các sở ngành liên quan, chính quyền các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quyết liệt trong xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ ao hồ, chủ động tháo dỡ di chuyển công trình, cây trồng, trả lại hành lang ao hồ đập. Đặc biệt, tỉnh cần quan tâm đầu tư cải tạo các ao hồ đầm để tạo cảnh quan môi trường, chống lấn chiếm. Bức tranh xuân của vùng cao Bắc Hà đang được điểm tô rực rỡ hơn bởi màu trắng tinh khôi của hàng trăm hecta mận đang bung nở rực rỡ. Khai thác lợi thế này, huyện Bắc Hà đang tổ chức nhiều hoạt động thu hút nhân dân và du khách đến tham quan trải nghiệm, nâng cao giá trị kinh tế cây mận ngay từ mùa hoa. Cứ mỗi độ xuân về, khắp các bản làng của huyện vùng cao Bắc Hà như thay áo mới khi khoác lên mình màu trắng tinh khôi của hàng trăm hecta mận đua nở. Đây cũng là điểm đến của nhiều người dân, du khách trong hành trình du xuân đến với mảnh đất cao nguyên trắng. Chương trình sắc mận cao nguyên trắng được tổ chức tại xã Tả Văn Chư, nơi có diện tích mận lớn nhất của huyện, với nhiều hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm ngắm hoa, check-in tại các vườn mận hoa đang bung nở rực rỡ. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân tộc là một điểm nhấn như thế. Hôm nay tôi đến với cả lễ hội thì tôi cảm nhận thấy một cái sắc thái rất là mùa xuân, rất là thiên nhiên, cả một cái rừng mận trắng rất đẹp. Đây là một cái, có thể là một cái tư liệu để cho tôi sáng tác những cái tác phẩm năm nay, năm 2024. Mình cũng sẽ có dự định là mùa xuân năm mới là mình sẽ quay trở lại và mình sẽ rủ người thân và bạn bè đến để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của cây mận Bắc Hà. Hầu như là năm nào tôi cũng đến đây để tham dự cái lễ hội này, và tôi cảm thấy rất là không khí ở đây rất là náo nhiệt, rất là vui, và bản thân mình rất là vui khi được đến tham dự lễ hội. Huyện Bắc Hà hiện có 600 hecta mận. Các phương án để nâng cao giá trị của cây trồng chủ lực này ngay từ mùa hoa gắn với phát triển du lịch cộng đồng,
du lịch trải nghiệm được địa phương tích cực thực hiện nhằm tạo bước đột phá. Chúng tôi cũng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cái địa phương, phương ở khu vực, các xã thượng huyện quan tâm chăm sóc, bảo tồn những cái cây mận cổ có giá trị và đưa vào thành một trong những cái nhiệm vụ là những sản phẩm du lịch đặc sắc để phát triển du lịch cộng đồng ở các cái xã khu vực thượng huyện. Với việc kết hợp dịch vụ du lịch trải nghiệm trong cả mùa hoa và mùa quả, huyện Bắc Hà kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm nguồn thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách đến với mảnh đất cao nguyên trắng. Chuyển sang phần tin tức trong nước. Ban chỉ đạo, ban tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tiểu ban văn hóa nghệ thuật vừa phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Theo đó, đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, có thể là nhạc sĩ chuyên nghiệp hoặc không chuyên. Các tác phẩm âm nhạc tham dự cuộc thi thì phải có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, khắc họa rõ nét tầm vóc, cơ đồ, vị thế và uy tín của dân tộc Việt Nam, cũng như vai trò sứ mệnh lịch sử của các cơ quan đại biểu dân cử trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, thể hiện ý chí, tình cảm, niềm tin của toàn dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong công cuộc đổi mới đất nước. Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ nay đến 17 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2024. Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, hiện cả nước còn trên 3,3 triệu hectare rừng nghèo kiệt. Đây là những diện tích rừng có chất lượng rừng thấp, hạ tầng rất kém hoặc không có hồ sơ rừng do Ủy ban Nhân dân cấp xã, không đủ nguồn lực về con người, tài chính, kỹ thuật để quản lý rừng và đất rừng. Hiện ngành lâm nghiệp sẽ tập trung hoàn thiện các nội dung về pháp lý, giao rừng, giúp người dân nâng cao thu nhập và đời sống từ trồng rừng, nhất là các chủ rừng là người dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến hết năm 2025, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt từ 18 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Ngành lâm nghiệp đang tập trung nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, nâng cao năng suất rừng trồng. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 sẽ có 1 triệu hectare rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Năm 2024, cả nước tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu, trong đó 99% là từ người hiến máu tình nguyện. Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại hơn 60%, tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,6%. Để hoàn thành những mục tiêu nêu trên, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khuyến khích các địa phương duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình hiến máu như mỗi phường xã là một điểm hiến máu, gia đình hiến máu, cộng đồng hiến máu, câu lạc bộ hiến máu. Trong đó, mạng lưới Hội Chữ thập đỏ các cấp trên toàn quốc sẽ chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai sâu rộng phong trào hiến máu. Các hoạt động diễn ra thường xuyên liên tục, tập trung cao điểm vào dịp đầu xuân, dịp hè và cuối năm. Tổng thư ký NATO đã khẳng định liên minh quân sự này không có kế hoạch triển khai binh sĩ đến Ukraine, dù đang hỗ trợ chưa từng có cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Tuyên bố của người đứng đầu NATO được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Pháp đã không loại trừ khả năng các nước châu Âu sẽ điều quân đến Ukraine, dù cho biết hiện nay vẫn chưa đạt được đồng thuận trong vấn đề này. Đề xuất của nhà lãnh đạo Pháp đã dẫn đến một loạt phản ứng từ các nước đồng minh NATO châu Âu khi đều tuyên bố không có ý định triển khai quân tại Ukraine. Trong phiên điều trần trước Quốc hội, Ngoại trưởng Pháp cùng ngày đã giải thích rằng Pháp có thể điều quân đến Ukraine để thực thi những nhiệm vụ rất cụ thể như giả phá bom mìn, phòng thủ mạng, sản xuất vũ khí, nhưng không phải là tham chiến trực tiếp với Nga. Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật phục hồi tự nhiên của Liên minh châu Âu-EU và các quy định mới nhằm ngăn ngừa các hoạt động xâm hại tới môi trường. Cụ thể, dự luật được thông qua với 329 phiếu ủng hộ và 275 phiếu chống. Theo dự luật này, 27 nước EU cần triển khai biện pháp để phục hồi ít nhất 20% diện tích đất và biển của khối vào năm 2030. Việc thông qua dự luật được đánh giá là cột mốc quan trọng với EU khi chuyển từ mục tiêu bảo vệ và bảo tồn sang phục hồi tự nhiên. Luật mới cũng sẽ giúp EU thực hiện những cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường. Cuộc bỏ phiếu về dự luật này diễn ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình của nông dân tiếp diễn khắp châu Âu trong nhiều tuần qua. Hội nghị di động thế giới MWC 2024 đang diễn ra tại Tây Ban Nha. Sự kiện năm nay tập trung vào khái niệm tương lai là trên hết
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp nhất các ngành, lục địa, công nghệ và cộng đồng để hiện thực hóa tiềm năng của tương lai. Từ robot đàm thoại sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tổng hợp để đáp ứng các yêu cầu của người dùng, đến tính năng camera tạo ra ảnh chân dung cho môi trường từ xa. Sự kiện thường niên lớn nhất trong ngành công nghệ di động năm nay đã đưa người dùng đến gần hơn với những công cụ hỗ trợ AI nhằm mục đích chuyển đổi ngành công nghệ. Tại đại hội, Lenovo lần đầu tiên trình làng mẫu laptop màn hình trong suốt và không viền, cho phép người dùng chuyển đổi giữa bàn phím và bảng vẽ bằng bút được hỗ trợ, giúp các nghệ sĩ kỹ thuật số vừa có thể thao tác, vừa quan sát được phía sau màn hình máy tính. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết số trẻ sơ sinh được sinh ra ở nước này trong năm 2023 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 5,1%, xuống còn hơn 758.000 trẻ. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp tỷ lệ sinh ở Nhật Bản sụt giảm. Bộ trên cho biết số ca sinh đã giảm hơn so với mức giảm của năm 2022, thời điểm lần đầu tiên con số này được ghi nhận giảm xuống dưới 800.000 trẻ. Điều này cho thấy dân số Nhật Bản năm 2023 đã giảm với tỷ lệ lớn nhất từ trước đến nay và cũng cho thấy những thách thức mà chính phủ Nhật Bản phải đối mặt trong việc cố gắng ngăn chặn tình trạng suy giảm dân số. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản, số trẻ em dự kiến sinh năm 2023 là 762.000 trẻ, nhưng tỷ lệ sinh đang giảm nhanh hơn dự kiến. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.